Bây giờ nếu như mà mày muốn nghỉ thì mày sẽ phải trả cho tao hết tất cả các cái số tiền mà mày đã lấy của quán để mày ăn. Ok, xin chào anh em, lại là mình đây. Và hôm nay mình làm video này để tiếp nối cái video lần trước. Nó là về những mặt trái xấu xí của xã hội Nhật Bản á. Ở phần trước á, thì mình đã nói về chuyện là người Nhật không thực sự có cảm tình với người nước ngoài như thế nào. Và cái cách họ trọng nam khinh nữ nó nặng nề ra làm sao. Thì ở phần này, mình muốn nói về một trải nghiệm cá nhân. Bây giờ nếu mà mình nhớ lại thì mình vẫn còn cảm thấy là tại sao mình may mắn thế. Có khả năng nếu như mà sự việc vỡ lở và đến tai cảnh sát thì không những là mình bị đền tiền mà mình còn phải quay về nước. Và điều đó thực sự là bây giờ mình nghĩ đến mình vẫn còn thấy hơi run này. Ok, bây giờ chuyện là vậy. Cho phép mình kể lan man từ đầu câu chuyện một chút. Đó là khi mà sang đây á thì mình đã xác định mục tiêu, đó là mình sẽ sống một cách độc lập, không cần sự trợ giúp của bố mẹ ở Việt Nam, nghĩa là chuyển tiền sang. Nên là mình quyết tâm là khi mà sang thì sẽ phải cố gắng tìm được một công việc càng sớm càng tốt để có thể trang trải cho cuộc sống. Thì lúc đấy thì mình đang ngồi lướt app. Nghĩa là cái app đấy thì ở bên Nhật thì cái app này rất là phổ biến. Mình sẽ để ở đây để khi mà tháng 4 này bạn nào sang thì các bạn có thể tải về và tìm được những cái công việc mà mình mong muốn. Thì là lúc đấy mình đang lướt cái app đấy á, thì mình thấy một cái công việc ở ngay gần nhà mình. Đó là công việc làm cho cửa hàng tiện lợi, giống như kiểu Circle K ấy. Thì cái bên này có cái nổi tiếng nhất đó là 7-Eleven, thì chắc là các bạn biết rồi, thì có một cái ở Sài Gòn mà. Lúc đầu thì mình chỉ định là đi phỏng vấn và mình sẽ nói là mình muốn đi làm tối thôi. Tức là làm tối là làm từ 5 giờ chiều cho đến 11 giờ đêm á, tại vì là mình không muốn làm đêm. Cái lúc đó thì người ta đến, khi mà đến phỏng vấn thì người ta bảo là bây giờ bọn tao đang thiếu việc làm đêm. Làm đêm là từ 11 giờ cho đến 8 giờ sáng, thì mày có làm được không? Mức lương khá là cao. Là làm đêm thì là theo luật thì bắt buộc phải tăng lương cho nhân viên, đó là khoảng 1.000 đến 1.200 yên, mình không nhớ rõ. Thế nhưng mà làm buổi tối thì chỉ được 800 yên thôi. Nên là mình nghĩ là bây giờ cái lúc mới sang mình học cũng ít á, chủ yếu chỉ học tiếng Nhật trên trường á, mà mình hoàn toàn có thể đảm đương được cái việc làm đêm này mà lương lại cao thì tội gì lại không, đúng không? Lúc đó mình thì chỉ nghĩ đơn giản thế thôi, chứ mình không có nghĩ là một cái gì đấy nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe hay là ảnh hưởng đến học tập của mình. Mình cũng ok. Xong ngồi cái thì ông phỏng vấn mình, ông nói là nhưng mà cái chỗ này là chạy doanh số khá là ghê, mỗi năm sẽ phải mua cái gọi là cái gift á, vào một dịp gì đấy họ mua để họ tặng người thân á, những cái gói quà kiểu như là đồ ăn đồ uống trong bọc khá là đẹp á. Nhưng mà cái xấu của cái cửa hàng tiện lợi này là gì các bạn biết không? Nó không bán cho khách, nó không yêu cầu nhân viên là phải cố gắng để giới thiệu cho khách để bán được cái sản phẩm đấy á, mà nó lại bắt luôn nhân viên mua. Lúc đấy thì mình chỉ đừng nghĩ đơn giản là thì một tháng có thể làm được 20 triệu mà một năm mất có 4 lần, mỗi lần khoảng 2 đến 3 triệu thôi, thì mình cũng đồng ý cho qua, tại vì là đấy là công việc mà mình tìm mãi mới được. Ok, buổi phỏng vấn diễn ra suôn sẻ, mình thấy là lúc đấy có cái gì đó hơi không được rồi, thì thôi thì mình cũng tặc lưỡi cho qua, mình cũng thử đi làm. Đi làm đêm thì buổi đầu cũng bình thường. Trước khi mình làm đêm thì mình có uống một cái lon Monster. Các bạn biết rồi đấy, uống cái lon đấy vào là ui dồi ôi, nằm ngủ không thể nào nằm ngủ được, tay chân nó cứ phải run run này này. Đấy là lần đầu tiên mình uống lon Monster luôn. Và lúc đấy là mình cảm giác như kiểu bụng mình nó có động cơ. Buồn cười cực, kiểu tay chân kiểu run lẩy bẩy luôn đấy, không thể là chịu nổi. Mình được thằng quản lý ở đấy khá là quý. Thế xong rồi một hôm thì nó bảo với mình là đây là những cái đồ hết hạn, bây giờ mày có thể mang về mày ăn, vì không thì cũng vứt. Nó bảo với mình như thế. Làm sao mà lúc đó mình có thể nghe nhầm được, tại vì là trước khi ở Việt Nam thì mình đã đi học tiếng Nhật gần 2 năm rồi á, nên là không thể nào không nghe rõ được ấy. Mình nghe nó rõ ràng, nó bảo với mình như thế. Và đến lúc đó thì ok, mỗi ngày mình sẽ mang một vài thứ về mình để mình ăn, tại vì mình nghĩ là nào chả vứt đúng không, bây giờ mà không lấy thì nó cũng phí ra. À, nói cho các bạn một thông tin đấy là Nhật Bản là nước phung phí đồ ăn thuộc hàng top trên thế giới á. Tiếp tục câu chuyện thì cái việc này nó cũng chẳng có gì cả, tại vì nó cho mình lấy mà, và mình cứ thế mình làm thôi. Các bạn tưởng tượng là lúc đó mình cảm giác như là làm đúng một hôm mà lại mất luôn cả hai hôm. Bây giờ nhá, buổi chiều mình đi học thì buổi tối là mình phải ngủ, chứ mình không có học hành được gì. Ngủ đến 11 giờ dậy đi làm, đi làm đến 8 giờ sáng, 8 giờ sáng về lại ngủ, ngủ cho đến 2 giờ chiều, 2 giờ chiều lại dậy đi học. Cứ như thế, mình làm 3 ngày một tuần, mỗi ngày là làm 8 tiếng. Tức là các bạn tưởng tượng là cái việc đó nó làm cho cái giờ giấc sinh học của mình nó bị xáo trộn. Mình lúc nào mình cũng như kiểu người như đi mượn ấy, thực sự là khó chịu. Mà mình làm ở đó khoảng được nửa năm thì mình xin nghỉ. Nhưng không, nó không đơn giản như thế các bạn ạ. Vì bình thường mình làm việc cũng khá là ok rồi, và mình có thể bao được tất cả mọi công việc ở quán á. Khi mà, tại vì buổi đêm thì làm gì có quản lý đâu, quản lý phải về đi ngủ chứ. Buổi đêm thì chỉ có mình và một ông nhân viên người Nhật nữa. Và các nhân viên làm đêm ở đó thì thường là các kiểu ông già 60-70 tuổi về hưu rồi. Thế nên là thường các ông ấy rất là chậm chạp và làm công việc thì không xong. Nên là
có mình cái có mình ở, ở quán đấy thì công việc nó được diễn ra suôn sẻ hơn đó, nên là có lẽ là do mình nghĩ là do cái lý do đấy nên là thằng quản lý mới quyết định là không muốn cho mình nghỉ. Thế nhưng nó lại không nói với mình là bây giờ quán đang cần mày. Nếu như mà nó nói thế thì ok, mình sẽ cố gắng. Nhưng mà không, nó lại chơi trò này các bạn ạ. Nó lại bảo với mình là bây giờ nếu như mà mày muốn nghỉ thì mày sẽ phải trả cho tao hết tất cả các cái số tiền mà mày đã lấy của quán để mày ăn. Mình thật sự mình cảm thấy lúc đó mình, lúc đấy mình đứng chân ra đấy, mình không biết nói lời nào luôn. Mình cảm giác như là mình vừa bị ép vào một cái tội là mình ăn cắp đồ. Và nó nói với mình là nếu như mà mày không trả tiền thì một là mày phải tiếp tục làm việc cho tao, hoặc là tao sẽ báo cảnh sát vì tội mày ăn trộm. Mình kiểu lúc đấy mình kiểu what the hell. Tại vì là cái phòng nghỉ đó thì nó có cái camera không, camera nhìn xuống dưới, thì vào buổi đêm á thì cứ từ 1 giờ sáng, 3 giờ sáng và 5 giờ sáng thì xem là có cái đồ nào mà hết hạn, nên mình cho một cái giỏ và để vào phòng nghỉ. Thì bình thường thì mình biết là nó cho mình rồi thì mình cứ lấy về thôi, còn lại mình không lấy thì mình vứt đi, thế thôi, đơn giản thôi thì có gì đâu, đúng không? Thế nhưng mà nếu như mà nó chỉ cần trích xuất ra các cái camera mà mình lấy đồ thì có phải là thành ra mình ăn trộm không? Và nó lại nói với mình là tao không cần biết là tao nói đang nói cho mày hay chưa. Thế nhưng mà nếu như mà bây giờ nhìn camera thì sẽ biết là mày ăn trộm. Nếu như mà bây giờ ấy, thì mình chẳng sợ cái gì cả. Tâm lý cái lúc mới sang ấy là vẫn còn mù mù cạc cạc, không thể nào mà lúc đó có thể nghĩ cho thông thoáng ra được, nên là thành ra là lúc đó mình bị rơi vào thế bí. Lúc đó tiền thì không có, thế nhưng mà vừa mới chân nước chân rào sang bị ép vào chuyện là tội trộm đồ. Mà các bạn biết đền bao nhiêu không? 30 triệu. Bạn biết lúc đó làm gì có tiền, lúc đó cũng không dám nói cho bố mẹ. Bây giờ thì bố mẹ mình cũng biết rồi. Và sau đó thì mình vẫn quyết định xin nghỉ và mình bảo là ok, tao sẽ trả tiền cho mày và mày phải cho tao nghỉ. Mình cố gắng xoay sở. Thì lúc đó mình có vay mượn được 20 triệu, trong tài khoản mình còn đúng 10 triệu để trả cho nó. Tức là các bạn biết không, mình trả một phát là mình không còn đồng nào trong túi. Lúc đó thì mình thực sự là mình không sợ cái chuyện là trong túi mình hết tiền đâu, mà mình cảm thấy là mình đã thoát. Và lời khuyên của mình đó là các bạn hãy cẩn thận hơn trong việc chọn công việc, đừng vì đồng tiền mà chọn những cái công việc xấu. Và với những bạn mà không có ý định đi Nhật á, thì mình muốn kể cho các bạn câu chuyện này để các bạn có thể hiểu thêm về người Nhật, rằng là người Nhật không phải lúc nào cũng perfect 100% đâu, nên là công việc và cuộc sống có thể đè lên bạn, nhưng mà bạn hãy tin rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, và mọi thứ sẽ đều có thể có cách giải quyết của nó, như cách giải quyết của mình là dùng tiền. Và nếu như mà kinh nghiệm của mình có thể giúp ích được bạn thì bạn hãy share, like và comment cho mình những gì mà bạn nghĩ, tại vì mình sẽ quay lại với rất nhiều video khác. Mình mong là các bạn đã thích video này, và xin chào và hẹn gặp lại ở trong các video tiếp theo. Bye bye.